Thanh xin kính chào tất cả quý vị đến với Góc MB. Video này Thanh xin chia sẻ với quý vị cách trồng và chăm sóc bầu như thế nào để cây cho ra thật nhiều trái. Vì trồng bầu cho gia đình mình ăn nên Thanh không có dùng tới phân hóa học để bón cây. Khâu đầu tiên Thanh thấy rất là quan trọng để cho cây được phát triển tốt, bầu ra nhiều bông và cho nhiều trái ngon là khâu chuẩn bị đất trồng. Mình sẽ đào một cái hố to khoảng 5 feet vuông và sâu 3 feet. Đất của nhà mình nếu là đất sét, nén chặt, cằn cỗi, không được màu mỡ thì cái khâu chuẩn bị đất mình không có nên bỏ qua nha quý vị. Lần đầu tiên đào đất để trồng, nhất là đất sét cứng thì phải nói rất là cực để đào một cái hố to và sâu. Dải đất này Thanh dùng để minh họa thôi chứ không phải Thanh chuẩn bị đất để trồng bầu nha quý vị. Mình cần phải đào để trộn vô đất những thứ giúp đất có độ mùn tơi xốp như là phân chuồng và phân hữu cơ. Trong bao này vừa có phân hữu cơ vừa có phân chuồng luôn, thì cái loại phân bón này ngoài có những chất dinh dưỡng cây cần còn giúp đất được tơi xốp, thoáng khí hơn, tạo một môi trường sống tốt và cũng là một nguồn thức ăn dồi dào cho những con vi sinh vật có ích cho đất. Nếu đất nhà là đất sét hay đất cằn cỗi thì trong cái hố đào mình trộn tỷ lệ phân hữu cơ với phân chuồng nhiều hơn là đất nhà. Mình chịu khó đào đất một lần, những năm sau thì mình luân canh cây trồng và chỉ cần xới đất bỏ ra bớt để trộn vô thêm phân chuồng và phân hữu cơ mới. Coi như là qua năm sau đó, trồng trọt khỏe ru không cần phải đào đất cứng nữa đó quý vị. Đất mình trộn với phân chuồng, phân hữu cơ và thêm một cốc bột xương bone meal cho khoảng 2 cây bầu. Bột xương bổ sung hàm lượng lân giúp thúc đẩy cây ra hoa, tăng quá trình đậu trái, rồi chống rụng trái non và giúp trái lớn nhanh. Ngoài ra trong đất Thanh có chôn thêm đầu xương và ruột cá nữa. Để ươm hạt giống thường thì Thanh ngâm hạt giống trong nước qua đêm, rồi qua ngày hôm sau cho đất vô một cái chậu nhỏ hay là cái ly nhựa có khoét lỗ, rồi Thanh vùi hạt sâu xuống khoảng chừng 2 cm. Mình có thể là dùng potting mix, cái loại đất để trồng trong chậu loại thường, hay là dùng cái loại potting mix để ươm cây như trong hình. Tưới nước cho hạt cách ngày và giữ đất trong chậu lúc nào cũng ẩm. Nếu muốn trồng cây ra đất khi thời tiết vừa đủ ẩm để cho cây phát triển tốt thì mình cần phải gieo hạt trước khoảng 1 tháng rưỡi, giữ ấm chậu trong nhà và để chậu chỗ nào mà cây nhận được nhiều ánh sáng. Khi cây lên cao khoảng 1 cm rưỡi thì mình có thể là đem cây ra ngoài trồng. Trồng cây vô đất và khi mà thấy cái dây leo dài ra, mình đừng có vội cho dây leo lên vàng liền mà thắp hết những cái nhánh đó sát xuống mặt đất và để nằm quấn vòng ở trong khung. Đợi tới khi dây đủ dài để leo lên vàng rồi và có nhiều lá xung xuê hơn ở phần thân trên của dây thì lúc này nè, mình sẽ cắt bỏ hết những lá ở sát mặt đất và phủ lên một lớp đất dày để cho những nhánh nằm sát dưới đất ra rễ bén vào đất. Mình làm như vậy thì cây sẽ có nhiều rễ mọc ra thêm từ thân. Cây sẽ hấp thụ dinh dưỡng được nhiều hơn để nuôi cây và nuôi trái. Mấy lá vàng to này bị bệnh nấm rồi nè quý vị. Thời tiết nóng ẩm bệnh còn lan nhanh hơn nữa. Thường là lan từ dưới những cái lá thấp lan từ từ lên trên cao. Và cắt bỏ hết những cái lá hư đi. Trong khung này chỉ có 2 gốc bầu thôi. Cắt hết lá thì quý vị thấy là những nhánh cây Thanh đã quấn vòng và để sát mặt đất rồi đó. Trộn đất để trồng xong thì mình để cái khung bằng gạch hay là bằng những thanh gỗ đóng lại. Để khung thứ nhất là tưới cây nước không có bị chảy đi chỗ khác, nhất là khi mình trồng cây trên đồi dốc. Thứ hai là nhìn gốc cây được gọn gàng. Thứ ba là dễ cho mình phủ lên một lớp mulching. Lớp đất phủ Thanh dùng potting mix hay là quý vị có thể trộn đất nhà với bao phân bò cũng được. Phủ đất xong tưới nước và để một lớp mulching. Mulching là mình phủ một cái lớp vật liệu gì đó để giữ đủ ẩm cho gốc bầu. Thanh dùng lá thông khô để phủ. Tiệm Home Depot và Lowe's có bán loại lá thông khô này nè. Thanh chưa kịp xịt thuốc thì bệnh lan lên mấy cái lá ở trên rồi nè. Thanh ở tiểu bang Georgia, zone 7, thời tiết nóng và ẩm vào mùa hè. Chỗ Thanh ở lá của bầu, bí, dưa leo hay mắc bệnh nấm vàng lá này lắm. Thanh thường là cắt bỏ những cái lá bị hư nhiều và xịt thuốc sinh học lên. Xịt lên trên đất xung quanh gốc cây và xịt lên hết vàng leo luôn. Trong tiệm Home Depot với Lowe's có bán nhiều loại thuốc sinh học để trị các loại bệnh nấm của cây. Thanh dùng thử hiệu này nè.
thì xịt một lần cách đây khoảng một tháng. Tới hôm nay thì không có thấy bệnh lan ra nhiều nữa. Mình cần lắc cái bình thuốc nhiều lần trước khi xịt và gắn thẳng vô trong ống nước luôn. Trái bầu bị những đốm đen đen này làm trái bầu nhìn xấu đi. Mà tại sao lại có những vết đen nhám này? Mình trồng bầu mà thấy mấy trái non bị đen thối hư hết như vậy nè, rất là xót, rất là tiếc luôn. Tại sao trái bầu non bị hư như vậy? Bệnh thối trái non là thường do nấm, một loại nấm có tên gọi là Coenephora cucurbitarum gây ra. Thường là bông trái bị một lớp nấm phấn trắng bao phủ. Lúc đầu nhìn như là trái bị úng nước, rồi chuyển dần qua màu đen rồi thối nhũn. Nhưng trái non bị hư cũng có thể là do mấy con sâu ăn nhụy hoa. Đây là thủ phạm núp trên giàn bầu nhà Thanh nè quý vị. Nó hay chui vô nhụy của bông đực và bông cái luôn. Nó gặm nhấm hư hết đồ phụ tùng mà, nên trái non không có phát triển nổi, hư chết hết à. Mình bắt tại trận luôn nè. Con này u nu là đang gặm nhấm cái bông đực. Nó ăn no đây rồi giờ nó chui ra nạp mạng nè. Trước đó mà Thanh thấy mấy con sâu này là sợ là bỏ chạy là mất dép luôn. Bây giờ thì Thanh hết sợ rồi. Mấy con sâu này không những nó ăn bông mà ăn luôn cả lá và cả bên ngoài trái bầu nữa. Mấy trái bầu non như vậy nè có vỏ mềm, nhựa vỏ bầu ngọt, nên chúng nó rất thích gặm nhấm lam nham hết luôn. Mấy vết đen là chỗ bị gặm nhấm nhựa bầu khô lại để bảo vệ trái. Mấy trái bầu non nhà Thanh bị hư, Thanh nhìn thì Thanh không nghĩ là bị bệnh nấm, mà có thể là bông bị sâu ăn hay là bông không được thụ phấn. Nếu trái bị bệnh nấm thì mình cắt bỏ mấy trái hư liền, chứ dùng thuốc sinh học để trị Thanh nghĩ không có giúp gì nhiều đâu quý vị. Bên Thanh ở zone 7, thường đợt bầu có đầu tiên không thấy bị sâu bọ tấn công. Trái nào trái nấy lắng o à, không có bị một vết tì gì hết như là mấy trái bầu này nè quý vị. Lúc này Thanh nghĩ chắc sâu vẫn còn là trứng, chưa có thành con nhộng hay là nở thành con sâu đó. Nhưng mà tới khoảng đầu tháng 7, trứng sẽ nở thành sâu. Mình bắt đầu là thấy chúng nó tấn công rau nhà mình. Một là mình bắt nó, hai là xịt thuốc. Thanh tới giờ cũng chưa có xịt thuốc nữa, Thanh toàn là bắt tụi nó không à. Bắt cũng trên cả chục con rồi đó. Nếu mà cần phải xịt thuốc thì mình phải xịt nhiều và ướt hết cành lá thì mới có thể là diệt được nhiều sâu. Mà gặp mấy con sâu mà còn nằm ở trong cái bọc đó quý vị, thì cũng coi như là bó tay, thuốc nó không có thấm vô được. Mà hai cái loại thuốc sinh học này là rất là tốt, có bán ở trên Amazon. Nếu quý vị cần thuốc để mà xịt sâu thì có thể là thử một trong hai loại này. Về bón phân cho cây, lúc mới đầu trồng là mình đã có trộn phân chuồng và phân hữu cơ với bột xương rồi, nên khoảng 3 tuần đầu trồng mình không cần phải bón phân gì hết, chỉ tưới cây mỗi ngày. Lúc này thì cây còn nhỏ, mình tưới khoảng 3 gallon nước là đủ. Khi nào mà thấy dây có mọc thêm nhánh, mọc dài ra thì mình bắt đầu bón phân cá với muối Epsom. Pha 2 muỗng canh phân cá với 1 muỗng canh muối Epsom vô 2 gallon nước và tưới vào gốc của hai dây bầu. Cứ 2 tuần như vậy đó mình bón một lần. Khi nào mà thấy mà bầu bắt đầu có bông thì mình bón thúc thêm là phân hữu cơ Miracle Grow loại này. Pha 4 muỗng canh phân bón với 2 gallon nước và tưới vào gốc. Bón phân Miracle Grow mỗi tuần một lần. Bón khoảng 2 tuần loại phân này thì mình bón xen kẽ vô phân cá với muối Epsom. Nói chung là mình nhìn cây mà biết lúc nào cần bổ sung thêm lượng đạm. Khi mà thấy lá bắt đầu bớt xanh thì mình biết là cần phải bón thêm phân cá và muối Epsom. Nếu bón các loại phân như vậy mà cây vẫn không phát triển mạnh, lá không có được xanh mượt và cho nhiều bông, thì mình có thể kết hợp bón pha là 2 muỗng canh phân cá với 4 muỗng canh Miracle Grow và 1 muỗng canh muối Epsom, pha với 2 gallon nước. Rồi tới khoảng giữa mùa, khi mà bầu cho ra một đợt thật là nhiều trái rồi đó, thì mình xới đất bón vô nửa cốc bột xương. Tưới nước cho bầu mỗi ngày vào sáng sớm anh thấy là tốt nhất. Những zone có thời tiết rất nóng thì mình tưới ngày 2 lần, mỗi lần tưới khoảng 5 gallon nước cho hai cây bầu. Tưới nước ít quá thì chỉ đủ ướt lớp đất ở trên chứ không có đủ nước thấm xuống tới rễ cây. Một khi mà cây thiếu nước, nhìn dàn bầu lá không có được xanh mượt, bông có thể là bị hư hay là trái phát triển rất chậm. Thường thì bầu hay cho ra bông được trước để thu hút ong bướm côn trùng tới vườn, rồi sau đó mới có hoa cái.
Nhưng nếu dây bầu nhà quý vị lâu quá vẫn không thấy cho ra hoa cái thì mình có thể bấm đọt của nhánh để bầu ra bông cái và một thêm nhánh cho ra nhiều hoa hơn. Thanh trồng bầu mấy năm nay rồi mà không bao giờ mà cần phải bấm ngọn mà vàng cũng có đầy trái à quý vị. Bông bầu màu trắng lại nở về đêm và khép cánh lại vào sáng sớm, nên nếu vườn nhà mình không có những loại côn trùng giúp thụ phấn bông vào ban đêm thì coi như là xong. Một trái để ăn cũng không có nữa quý vị, huống chi là có bầu để ăn lai rai. Mình trồng chơi ở nhà có vài giây thì cái sự thụ phấn tay cho bông á dễ dàng thôi quý vị. Cái này là cái bông đực nè quý vị, còn cái bông này là cái bông cái nè. Cái bông cái có cái trái non ở dưới nè. Thì cái trái non này nè, nếu như mà không có được thụ phấn á thì trái nó sẽ vàng héo và hư. Cho nên mình cần phải một là nhờ ong bướm, mấy con côn trùng thụ phấn cho bông, hai là mình thụ phấn bằng tay. Thì cái nhụy bông trong đây nè, mình sẽ trét cái phấn hoa của cái bông đực này lên trên cái nhụy hoa cái và trái sẽ đậu, nếu mà không có bị sâu hay là bị con côn trùng gì ăn. Mình sẽ ngắt cái bông này nè. Ngắt cái bông được nè. Mình sẽ tước đi, tước bỏ những cái cánh hoa. Rồi mình sẽ tước bỏ đi những cái cánh hoa này. Thì ở sát với những cánh hoa nó có phấn hoa nó có dính lắm tắm trong đó đó, mình có thể là mình chà cái phần đó vào trong cái nhụy hoa cái. Đây quý vị thấy không đó, có lắm tắm những cái phấn hoa màu vàng nè. Cái này nè, mình trét lên trên cái nhụy hoa cái được nè. Đó, hay là mình nè, tôi thấy phấn không, phấn rơi trên cánh hoa nè. Đó, rồi giờ mình làm sao? Mình sẽ chà nhẹ lên trên cái nhụy hoa cái. Mình chà vậy nè. Quý vị thấy không, phấn hoa giờ có lắm tắm ở trên cái nhụy hoa cái. Rồi mình chỉ cần làm vậy một lần thôi là cái trái này đậu rồi nè. Hy vọng là không có bị sâu ăn. Thường sâu là nó cắn cái trên cái nhụy, cái phần nhụy đây nè quý vị, mà một khi mà cái nhụy này bị hư á là trái bầu sẽ hư luôn. Bông bầu nở trễ lắm, khoảng thường là 8 giờ 7 giờ, ít nhất là 7 giờ rưỡi 8 giờ hoa bầu mới nở. Và tới sáng thì Thanh để ý là khoảng chừng 7 giờ á là hoa bầu đã khép lại rồi. Cho nên nếu mà muốn thụ phấn tay cho hoa bầu, mình cần phải thụ phấn vào buổi chiều, làm sao 7 giờ rưỡi hay là phải thức dậy thật là sớm thì mình mới có thể thụ phấn được cho bông bầu.